Theo Bloomberg, trong hầu hết thời điểm, giá Bitcoin sẽ biến động cùng chiều với chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã tăng hơn 7% trong vòng 24 giờ qua và vượt ngưỡng 20.000 đô la Mỹ một đồng, khiến thị trường tiền ảo nổi sóng. Nhiều người cho rằng Bitcoin và thị trường tiền ảo đang bước vào chu kỳ tăng giá mới. Trong khi đó, trái ngược với đà tăng của Bitcoin, chỉ số S&P 500 lại giảm tới 1,3% trong phiên giao dịch đầu tuần, đánh dấu phiên giảm thứ 5 liên tiếp của chỉ số này. Ông Andrew Tu, giám đốc công ty giao dịch tiền mã hóa Efficient Frontier cho biết, những người vẫn còn giữ tiền mã hóa ở thời điểm hiện tại chắc chắn là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Theo Bitfinex, trên thực tế, số lượng holder, viết lái của từ holder, chỉ những người mua tiền mã hóa, sau đó giữ trong dài hạn đang nắm giữ 0,1 Bitcoin đã tăng lên trong những tháng gần đây. Đây là một xu hướng trái ngược trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang suy giảm. Kể cả khi đồng tiền mã hóa nằm trong danh mục đầu tư mất giá, họ vẫn lạc quan rằng thị trường sẽ phục hồi trở lại. Báo cáo của Bitfinex nhận định, các chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tạo áp lực lên cả hai loại hình đầu tư này. Chứng khoán Mỹ đã giảm hơn 20% so với mức cao nhất đạt được vào đầu năm nay. Trong khi đó, Bitcoin đã giảm khoảng 60% trong cùng một khoảng thời gian. Ông Stefan Outlet, giám đốc điều hành của FRNT Financial cho biết, tại một thời điểm nào đó, thị trường sẽ được kiểm soát bởi những nhà đầu tư dài hạn vào Bitcoin. Khi mối tương quan giữa tiền mã hóa với cổ phiếu bị phá vỡ, Bitcoin sẽ được giao dịch trong thế giới của riêng nó, như trong thời điểm hiện tại. Báo cáo cho thấy dù thị trường tiền điện tử mới chỉ thoát khỏi khủng hoảng ít tháng, nhưng khả năng cung cấp dịch vụ cho vay ký quỹ trên thị trường này không quá tệ. Tuy vậy, những biến động thất thường gần đây của Bitcoin đang tạo tâm lý hiệu ứng trong cộng đồng đầu tư tiền ảo. Đa số ngày càng ngán ngại, dù đều biết rằng tiền ảo có mức độ biến động cao hơn bình thường. Bitcoin sau khi chạm mức cao nhất mọi thời đại ở mức 69.400 đô la Mỹ, giá tiền ảo này giảm liên tục trong 11 tháng và hiện vật lộn tại mức 19.000 đô la Mỹ. Nhiều người cho rằng Bitcoin đã trở lại với nhịp điệu tăng trưởng mới, triển vọng trong ngắn hạn có thể tăng lên mức 29.000 đô la Mỹ. Trước đó, các nhà phân tích nổi tiếng Yuya Hasegawa hay Edward Moya đều tin rằng khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư tăng lên, giá Bitcoin có thể xuyên thủng ngưỡng kháng cự 25.000 đô la Mỹ một đồng. Việc một số công ty cho vay tiền điện tử phá sản như Three Arrows Capital làm giảm khả năng cơ quan quản lý sẽ nới lỏng quy định cho phép các định chế tài chính truyền thống mở rộng hoạt động sang việc cho vay điện tử. Những thuận lợi này khiến một số chuyên gia dự đoán Bitcoin thậm chí có thể tăng lên mức 29.000 đô la Mỹ. Nhưng điều này là không hề dễ bởi tâm lý của nhà đầu tư đang rất hoang mang. Theo CoinMarketCap, Bitcoin giảm 93% từ mốc cao nhất mọi thời đại hồi năm 2011. Các mức giảm tiếp theo lần lượt là 84% vào năm 2015 và 2018 và 75% hồi tháng 3 năm 2020. Trong các lần thị trường giảm trước đó, giá Bitcoin đều lao dốc về dưới mốc giá thực tế trong khoảng thời gian trung bình là 180 ngày. Nhiều người cho rằng xu hướng giảm giá Bitcoin vẫn hiện hữu trong bối cảnh Bitcoin ngày càng có mối liên quan chặt chẽ đến chứng khoán. Những phiên giao dịch lao dốc gần đây được cho là do Bitcoin chịu ảnh hưởng tiêu cực khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh. Trong bối cảnh nhà đầu tư lo lắng về ảnh hưởng của chiến dịch thắt chặt chính sách tiền tệ quyết liệt của Fed để kiềm chế lạm phát. Theo các nhà giao dịch chuyên nghiệp, tài sản rủi ro như cổ phiếu và tiền mã hóa đã mất đi sức hút khi lãi suất tăng cao. Tâm lý e ngại rủi ro từng đẩy giá Bitcoin xuống dưới ngưỡng quan trọng 20.000 đô la Mỹ. Trong bài phát biểu mới đây, Chủ tịch Fed khẳng định Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ sử dụng các công cụ một cách triệt để đối phó với lạm phát vẫn đang ở mức cao nhất trong hơn 40 năm. Fed đã nâng lãi suất 2,25% trong năm nay, nhưng ông Powell khẳng định vẫn chưa thể dừng hoặc tạm ngừng tăng lãi suất, ngay cả khi việc này có thể cản trở việc tăng trưởng kinh tế. Theo ông Joe DePasquale, giám đốc điều hành quỹ phòng hộ tiền mã hóa Bitbull Capital, Bitcoin sẽ kiểm nghiệm mức đáy ở phạm vi gần 18.000 đô la Mỹ. Nhìn chung vẫn có sự không chắc chắn về các yếu tố kích hoạt kinh tế vĩ mô tiềm ẩn và các nhà đầu tư không có khả năng thêm rủi ro trước các sự kiện quan trọng như quyết định lãi suất. Vì lý do này, những nhà đầu tư bi quan có lý do để tin rằng xu hướng giảm dần dài hạn phổ biến sẽ tiếp tục trong những năm tới.